Gạo Sóc Trăng nữa thầy. Gạo Sóc Tơi mà. Gạo ngon, gạo ngon mà. Thấy không? Chưa? Gạo ngon, gạo đặc sản. Đúng không? Gạo này cho là phải gạo ngon để tan được. Nó vô nó thấy rồi nó quay rồi á. Vậy là mấy thằng lạ tới thôi. Dạ. Nghĩ cái hẻm này sao mà dịch đồ dịch ngay trước cửa nhà mình luôn chứ. Có camera quay lại luôn. Thank you.
đâu có ăn đâu đủ. Ăn chứ không ăn. Ăn chứ không ăn. Cho mày mày đi bán cho con. Đi không có luôn. Không? Đi giật có mà. Nói giật con hồn đi đó đó hả? Bữa thấy đây. Mày đâu có nấu ăn đâu. Mày xin con mèo mày. Ờ, mày có nấu đâu. Phải không? Đủ mà xin giật. Biết sao đi. Lo lắm đi. Mà bán là biết cái tao nha, tao hồi nãy mà bán là biết cái tao. Bán không biết à. Vũ làm sư mẫu mất lòng tin nữa, trời ơi, giờ tao là tin nó chết liền. Rồi cảm ơn thầy. Không có bán cho mày. Rồi biết rồi. Bao 50 kg. Mày già với đủ mới giữ một khỏe chứ mày. Tao phải già là yếu đâu. Thank you.
mà nó sao nó che hết những xe đúng không? Đòi hỏi chắc ít thôi. Xe đó, cũng cái xe đẩy kia cũng chắc mà nó gãy à, chở nhiều quá. Hai ấy thôi. Thêm một thằng sao đẩy nữa. Hello cả nhà, thì chuẩn bị đi ngay cả nhà Cần Thơ. Trước tiên là sẽ có mặt ở Cần Thơ tối nay, rồi sáng khởi hành sớm xuống Hậu Giang phát quà cho hai xã nha cả nhà. Nên kỳ này có mình đi nha các bạn, tiệm vẫn hoạt động bình thường nha. Ở nhà có một cặp cái mà quý, nó có thợ nha. Ủa con dao cho ai á? Dạ không, dao chút kia cho à, con biết chán luôn á. Lần này con Hùng thấy Hùng phải thấy bé Hùng nhỏ nhỏ bưng qua. Chồng mình ra nhà đó. Ba bao gạo rồi đuối thôi, già rồi có thằng Vũ dần đuối rồi kìa. Thấy không? Nhiều vợ. Nó giờ cẳng nó đi rung rung hơn anh đó cho anh biết á. Không qua chắc cũng nạp đứa hai thiếu rồi. Không, bây giờ em không tin nó nữa. Anh cũng hết tin luôn rồi. Anh còn bị dính xương mà. Ở vậy sai lầm. Anh dính xương với nó mà. Hai vợ chồng mình hôm bữa cũng là sai lầm. Lo đó, cảm thấy cái hai vợ chồng mình cái tâm lo rất là dư dả. Sợ nó buồn đúng không? Chở đi du lịch từ này nọ đó sai lầm. Mà nó đâu biết là nó đang cười trong bụng. Ô hai ông bà già này. Ngu. Hai ông bà già này ngu. Bị thằng học trò lừa nha cả nhà. Sao không leo lên mập nó đẩy. Ngàn tài xế nó chơi rồi. Tài xế nó chơi rồi. Cho xe na xe đẩy gì yếu quá. Đi 2 tỉnh mà. Đi bắt anh 2 tỉnh mà 3 xã. Trời ơi, gạo chân nữa rồi. Gạo tơi mà. Gạo ngon mà. Thấy không? Gạo này lên dữ lắm. Trời ơi. Ngày xưa mua rẻ, giờ gạo nó lên mỗi ngày mua gạo cho bà con mà chóng mặt luôn cả nhà. Nhưng mà biết sao cũng phải cố gắng thôi, tại vì mình cho là phải có cái lương thực, là phải có gạo nè, mì gói nè, dầu ăn, đường, nước tương, mắm muối. Cho coi gạo nè. Gạo ST mà. Dạ. Ờ mà à cầm lên chưa? Chừng lên xuống. Sao đâu? Trong đây bỏ bạn
siêu mẫu lại đây nè, đứng gọi điện siêu mẫu mà giật mày. Trong hẻm chạy ra giật điện thoại mới giật hụt. Mà trong hẻm này chạy ra đó, mà hẻm này nào giờ mình đâu có nghĩ là có. Vậy là mấy thằng lạ tới thôi. Nghĩ cái hẻm này sao mà giật đồ mà giật ngay trước cửa nhà mình luôn chứ. Có camera mình quay lại luôn. Tính ra tình. À. Bố à. Bố ơi. Để có cái thằng giáp ở ngoài nó nói sao nó sẽ lại được. Giờ chuẩn bị đi nè con ra tình. Chứ thầy trò nay chuyến này đi không có cô, thì có bà thầy trò, hai thầy trò với lại tài xế dễ thương thôi. Thì chuyến này cho hai thầy trò nó tung tăng. Hello quân già. Đi cho hai bộ bàn thôi nha quân già. Mày coi nhà tao còn gì mày xin hết luôn, tao chở luôn cho. Má cái gì cũng xin hết. Cho hai bộ bàn chở xe đó. Rồi tao chuyến này không có tao đi rồi mày thầy trò mày mà đi đâu bậy bạ là biết tao nha. Tao cố gắng cái camera vô người ổng rồi đó cho biết á. Định vị hết trơn á nha. Nha quân già. Hello Michael con. Ta gắn cái định vị ngay cái mông đít ổng á, mày liệu hồn nghe Michael. Còn hùng nước đi nóc, hùng nước đi nóc mày với mày không có xài đâu. Mày mở bỏ cái đó, mày lấy mày bán nước được mày để. Hùng đó với mày bán nước ngọt, bán nước cơ mày để đó là mày ế luôn á. Đây, đại chuyến chuẩn bị đi nha cả nhà. Cho tối nay sẽ có mặt ở Cần Thơ, thầy trò nó sẽ đi chơi tung tăng đi phố đi bộ ngắm gái Cần Thơ. À, rồi sáng 6 giờ sáng là thầy trò đua xuống dưới Hậu Giang. Cho kịp tới 8 giờ để phát quà ở dưới cho hai xã dưới xong rồi đua về chi nhánh 1 luôn. Thầy đua về chi nhánh 1 luôn nha quân già. Là đi tám tay là thầy phát quà xong rồi trưa là thầy đua về chi nhánh 1 luôn đó. Rồi cơm nước cái thầy trò vậy ăn chứ thầy không có ở với Hậu Giang. Quân già nó nguy hiểm lắm, nó đi mà không có tao đi theo nha mấy cò là thôi rồi. Nó dạy thầy nó hư, thầy nó dạy nghề nó dạy thầy nó lại hư, tao sợ lắm. Đi nghe cả nhà. Gạo mình cho gạo ngon nha. Thì phà ở đây là mình gói hết sẵn rồi nên đến là mình chỉ phát xuống hàng và phát cho bà con nó nhanh gọn lẹ nên phát quà chắc trong vòng 2 tiếng là xong à. Hai xã thì ở chủ tịch xã đó có mời gia đình ở lại ăn cơm nhưng mà chắc là mình từ chối để mình đi đua xuống nhánh 1 luôn cho nó kịp. Tại vì thầy đến chi nhánh 1 rồi thầy nấu cơm rồi nấu cơm từ thiện ở dưới xong rồi thầy đua về, có thể là chủ nhật thầy về tới đây nấu cơm đúng không thầy quân già. Thầy lên nấu cơm ở dưới chi nhánh 1. Nói chung là của ít lòng nhiều cả nhà. Hai vợ chồng mình cứ đi mỗi tháng đi gì đó, đi tiếp, đi hoài, đi cứ có làm có tiền có khách cái xăm mà khách tới ủng hộ xăm cái mình kiếm số tiền làm khách á, xong cái mình mua quà mua cho khách cả nhà. Thì
đi một phần quà đó cả nhà thấy không, là gồm mà một thùng mì và 5 kg gạo và dầu ăn, đường, mắm, muối nha cả nhà. Cái này cho thầy đi giữ rồi, cho ông đi thôi. Ở nhà dạo này sư mẫu thấy ổng sức khỏe ổng đi xuống quá nên sư mẫu cho ổng đi. Ba có 50 kg đó bay. Ngày xưa thầy đi làm hồ tưới ốm một nửa tụi bay mà ổng dán lên tới đầu ba đó chơi biết. Thầy xưa cũng đi làm hồ chứ bộ. Cái gì? Đó, không, đưa được, cứ cho ăn đi, ổng muốn ăn phở, ăn bò tái, ăn là cái gì cũng được á, hay là ăn nghêu. Thầy cứ cho ổng ăn thoải mái cho tao, ăn sao mà về có công dụng mà được rồi nha. Ông nói ông ăn sao mà về ông lục nghề tao giết mày luôn á. Bé Sơn nó đi học, sư mẫu không có đi được. Sơn nó vô tụ trường, vô học rồi nên không có được nghỉ, nên phải ở nhà. Mà 20 tây tháng 10 là sư mẫu đi bên đoàn từ thiện khám bệnh và phát thuốc, phát quà cho bà con ở dưới Kiên Giang. Mà mình chuyến xa là mẫu đi vô vùng sâu vùng xa luôn, mà đi vô mà đi qua ghe qua đò. Chuyến xa là sư mẫu đi sẽ có cái trải nghiệm thêm một cái nơi thật thú vị nữa, nơi mình cho quà mình sẽ cảm nhận được nữa nha cả nhà. Kiên Giang vùng sâu vùng xa tốt trong sâu lắm, mình sẽ cảm nhận và mình đi trải nghiệm. Mình thấy như ở bà con Kiên Giang á, ở đó mình sẽ tìm hiểu coi là bà con mình nó khổ như thế nào, có cần như thế nào á, thì mình sẽ về, mình sẽ vợ chồng mình sẽ đi tiếp xuống dưới đó. Nên mình sẽ trải nghiệm trước, về mình bắt đầu mới tiến hành lên kế hoạch là hai vợ chồng đi tiếp về vùng sâu nữa. Chuyến này đi không có quần áo cả nhà, tại vì ở miền Tây cũng không có cần quần áo. Nên chuyến gần Tết thì vợ chồng mình sẽ đi lên Đắk Lắk nữa. Gần Tết sẽ đi chuyến Đắk Lắk. Thì lúc đó mình sẽ xin cả nhà mình là quần áo cũ nha. Quần áo cũ, áo lạnh, áo gió, quần áo mà mình bận dài dép á, cả nhà không xài nữa đó, thì để dành cho mình nha. Tại vì cuối tháng 12 gần Tết á, thì mình sẽ đi một chuyến lên tới Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Sẽ cho vô vùng sâu mình cho mấy người dân tộc. Thì lúc đó mình sẽ xin quần áo cũ và dép. Cả nhà mình bây giờ ai có thì để dành ha. Tới đó mình sẽ đăng bài xin, thì cả nhà gửi đến cho mình xin ha. Thì mình sẽ gửi đến cho bà con. Mì gói nha cả nhà, mì gói thật sự là mùa này không đủ cả nhà. Mùa tháng 7 này công ty giao không đủ luôn. Hôm qua nó giao mà nó giao lắc nhắc. Mới đủ 150 thùng mì gói nè. Hello cả nhà. Mời đông con. Chuyện này là bình thường. Trời ơi, đúng thằng thiệt, thằng thùng thiệt luôn hả? Tụi bay cũng chịu đi quá ha. Tới thằng hai thùng đi. Nên xe chiếc này trống nè. Con già. Xe chiếc này trống rồi thấy không? Ông đi có hai thầy trò đi à. Giờ vận chuyển thì cái này quà thì mình sẽ gói sẵn hết trơn cả nhà.
tới thì khoát thôi, cứ đóng thùng thùng vậy nè cho nó gọn, đến đó không có chụp giật. Rồi mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Đó, ông chuẩn bị cho ông tiến hành ông đi đây. Ổng có tao chót chét nên ổng cũng buồn. Ổng nói không có vợ đi ổng cũng buồn, nên chắc chuyến này ổng đi ổng thì sớm rồi. Khách khứa quá trời. Đi mà khách quá trời luôn, hẹn khách lại hết. Nên sư mẫu sợ là thầy trò nó ham vui quá ở Cà Mau, ở Cần Thơ á, rồi cái ngủ ăn nhậu rồi sáng cái ngủ dậy nướng cái đi không kịp, tao sợ rồi tao đang lo cái vụ này vậy nè. Dặn Vũ mà không biết cặp ngang Vũ như không, nên Quân già dắt khoảng 6 giờ mày gọi điện ổng xin Quân già, mày gọi thằng Vũ á, hay mày gọi thầy á, mày gọi cho tao, mày gọi trái máy cho tao nha. Không bằng mấy cò nữa nè, canh 6 giờ 6 rưỡi mày gọi trái máy cho tao nha, không để cho con ổng nha, nó sợ thầy trò nó quá không tin tưởng. Dặn cho Vũ là tao đi đợt rồi á, 6 giờ là chuẩn bị vô buôn làng, thầy trò nó ngủ qua, tài xế cũng ngủ mà thằng Vũ cũng ngủ, đánh thức cũng không dậy. Nên nhắc ngày mà 8 tay sáng 6 giờ mày gọi cha mày dậy sớm thì mày có dậy đúng không? 6 giờ dậy rồi phải không con già? Mày gọi trái máy cho tao, gọi con Quỷ Vũ, Vũ với ổng. 6 giờ sáng là khởi hành đi xuống dưới Hậu Giang là cũng 2 tiếng đồng hồ là ổng dậy, kêu 6 giờ gọi, chứ thật ra thầy trò sẵn sàng cũng 7 giờ mới đi. Thì xuống dưới Hậu Giang chắc cũng 1 tiếng mấy, 2 tiếng. Thì xuống đó là vừa rồi, phát 8-9 giờ phát quà cho người ta được rồi. Đi là gầu rồi, sợ có đi theo tao còn báo thức. Đó, thấy anh Trung già không, Quân già? Trung già đằng nào tội nghiệp, đằng nào đi phát quà từ thiện ảnh cũng tới sớm á, tới sớm rồi phụ hết á. Trung già coi chứ được lắm, mập mập như chứ được lắm. Ủa xuống đi chỗ bằng thằng phát quà là Hậu Giang đúng không Trung già? Hậu Giang chứ đâu phải Đông Mỹ đâu. Hậu Giang ngay chỗ ấy đó, phát chỗ ngay chỗ An đó. À, Trung già ok, Trung già sáng sớm rồi đây rồi. Thầy còn ngủ ở lại đây gõ cửa rồi. Đằng này trời thiên hàng đi từ thiện, anh cũng tới sớm á. Cái gì? Trời ơi, tài xế mà cũng đi vệ sinh nữa, tao đi bụi không ơi. Hết rồi. Để dành đi dọc đường cho đi. Này có, ở trong đậu đâu con cây nào chưa rồi? Không còn. Thank you.
đến với anh Quân cái thùng rác luôn nha anh Quân ơi. Tiền trọng nha anh Quân. Tiền trọng nha, nhớ nhớ lấy dấu dạ rồi đi đâu đi nha. Okay. Anh Tài đẹp trai, anh Tài dễ thương. Rồi cho em uống này rồi.